Mình ra vườn mình hái quả sung nhé, để về làm sung muối nhé. Ăn sung muối thì nó rất là tốt cho sức khỏe, nó sẽ vừa ngon vừa giòn vừa tốt mà lại không độc như ăn cà muối và các cái loại rau củ khác muối nhé, nhất là cà pháo, cà tím muối thì ăn nó nhiều độc tố hơn sung rất là nhiều. Ăn sung này có giá trị dinh dưỡng cao, chứa đựng nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, điều trị đại chứng táo bón, giúp nhuận tràng, điều hòa, ổn định huyết áp, tăng cường sức khỏe xương khớp, bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa ung thư nhé. Nên hôm nay mình sẽ làm món sung muối này để nhà mình ăn nhé. Vừa ngon vừa lại sạch sẽ cây nhà trồng. Và trước tiên là mình sẽ ngắt sung xong thì mình sẽ mang về mình ngâm với nước muối loãng. Rồi mình sẽ bỏ hết cái phần cuống này đi để khi cuống nó sẽ ra nhựa và mình ngâm này khoảng 15 phút. Rồi sau đó mình rửa sạch lại nhiều lần nhé để cho nó sạch nhựa nhé. Và sung của chúng ta nhìn nó sẽ ngon hơn khi muối nhé, không lo bị váng. Đây ạ, các bạn thấy cái nhựa nó ra đây ạ. Đây ạ, và chúng ta cứ ngâm như vậy trong vòng 15 phút là được. Nhớ nó ngắt hết cái cuống này ra để cho cái nhựa nó ra nhé. Với cái cách muối truyền thống này mình chỉ cần muối 2 ngày là mình có sung ăn vừa giòn vừa ngon. Mà muối thì cực kỳ đơn giản. Đây, khi mà làm sạch sung rồi và rửa sạch để cho ráo nước xong thì mình sẽ chuẩn bị 1 lít nước, cho mình một thìa to muối vào và một nửa thìa đường vào để mình đun sủi cái hỗn hợp này lên để làm nước muối sung nhé. Nước muối sung của mình chỉ có muối và đường thôi. Muối theo cái cách này rất là đơn giản nhưng mình đảm bảo với các bạn là không hề bị váng đâu ạ. Chỉ cần 2 ngày là mình bắt đầu mình ăn được sung rồi. Các bạn muốn chua thêm thì có thể để 3-4 ngày. Rồi sau đó mình cất vào ngăn mát thì nó sẽ không bị chua thêm mà nó sẽ ăn được lâu dài nhé. Để cho đường muối vào như vậy hòa tan lên rồi chúng ta đun nó sôi lên như này là được nhé. Khi mà sôi rồi thì đảm bảo vi khuẩn là nó chết hết. Thì khi mình muối thì nó sẽ không lo là nó bị váng. Và đợi cho khi nước đến nguội thì mình sẽ chuẩn bị sung vào một cái âu này. Rất là đơn giản thôi. Cho một cái âu sạch, âu thủy tinh hoặc âu nhựa hoặc âu sành sứ đều được. Đừng dùng âu kim loại nhé. Và mình sẽ cho sung đã rửa sạch và để ráo nước vào. Sau đó mình đổ cái ngập cái nước vào đậy kín là được, trong vòng 2 ngày sau là mình có thể mình dùng được. Các bạn muốn muối cả quả như này thì nó sẽ không bị ỏng nước ở bên trong, và 2 ngày sau thì mình lại đi tiếp tục, mình sẽ đi cắt ra và mình trộn thêm với các loại gia vị và tỏi ớt thì khi mà mình ăn thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, nó đậm đà và nó ngon. Còn đây là mình muối để nó hết chát và tạo vị chua ấy, cho sung ấy. Đấy, ngập như này là được rồi. Chúng ta có thể cho cái lan tre chúng ta lẹp xuống hoặc là lấy cái nắp chúng ta đè xuống thì nó sẽ không bị hở sung, thì khi mà mình sung nó ngập hoàn toàn trong nước rồi thì đảm bảo là nó sẽ không bị váng nhé. Đây, 2 ngày sau mình sẽ quay lại nhé để mình xem cái phần sung của mình muối nhé. Đấy, đậy kín lại nhé các bạn nhé, và để chỗ thoáng mát là được, và nhớ là sung phải ngập nước. Rồi, sau khi được 2 ngày nữa mình sẽ mở ra nhé. Các bạn thấy không? Sung của mình nó sẽ không hề bị váng, rất là ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ vớt sung ra. Các bạn có thể tráng với nước lọc đun sôi để nguội nhé. Rồi chúng ta sẽ mang đi, chúng ta cắt sung nhỏ ra rồi để cho nó dễ ngấm gia vị. Rồi chúng ta sẽ trộn với bột ngọt. Nếu nhạt thì cho thêm chút muối. Và vị chua thì nó có vị chua rồi, mình không cần phải cho vị chua nữa. Và thêm ít tỏi ớt băm nữa thì là mình sẽ có cái phần sung rất là ngon khi mà ăn nhé. Đây, làm theo cách này thì tỏi ớt thì mình không cần cho vào sớm, mà khi mà mình ăn thì mình mới trộn sau ấy, thì đảm bảo là cái phần tỏi ớt nó tươi, ăn nó rất là ngon ấy. Và mình muối sung như này thì mình có thể muối rất là nhiều nhiều và để lâu dài. Khi mà mình ăn thì mình mới cần trộn trộn gia vị ấy, tỏi ớt, và nếu nhạt thì cho thêm một chút xíu muối, và đặc biệt là phải cho thêm ít bột ngọt nhé, thì sung nó mới ngon nhé. Với cái cách làm sung này chúng ta có thể áp dụng làm trong các quán ăn, nhà hàng, trong các quán ốc. Trong các quán ốc thì các bạn có thể thái thật là mỏng nhé. Đây là mình làm ở nhà mình ăn với cơm trắng ấy, nên mình không thái mỏng, mình chỉ thái làm đôi như vậy thôi. Thôi, còn trong các quán ốc để ăn kèm là làm dưa góp chua ngọt ấy, thì chúng ta thái thật mỏng ra. Đấy, thái như vậy đến hết như này rồi nhá. Và bây giờ mình đi băm tỏi ớt để mình trộn cùng nhá. Tỏi ớt chúng ta băm nhỏ ra để chúng ta trộn cùng vừa thơm vừa ngon ấy. Ăn lại hơi tê tê cay cay ấy. Với mình hôm nay thì cái vị mặn, vị thì nó hơi nhạt một chút xíu, nên mình sẽ cho một chút xíu muối
rồi bột và bột ngọt cho nó ngon, rồi cho cái tỏi ớt này vào. Vị chua thì nó đủ rồi, mình không cho vị chua nữa. Còn nếu mà vị chua chưa đủ thì các bạn có thể cho mình một chút xíu nước cốt chanh vào là được nhé. Với cái cách làm sung như này các bạn thấy không? Sung của mình vừa trắng vừa giòn vừa ngon ấy, và đảm bảo là vì cho sức khỏe nó không bị váng, không bị bẩn ấy. Đây, bây giờ mình cho thêm một chút bột ngọt này, thêm một chút xíu muối nữa là được. Thêm chút xíu muối nữa rồi cho chúng ta trộn đều lên là được nhé. Đó, để cho nó khoảng 15 đến 20 phút cho nó ngấm là chúng ta có thể thưởng thức rồi. Nếu các bạn thích thì hãy làm sung muối giống mình nhé, và theo cái cách truyền thống này, vừa ngon vừa không bị váng. Và cái sung để muối thì chúng ta nhớ là chọn sung lép nhé, là cái phần sung ăn nó rất là dẻo ngon, dợm vẫn giữ được cái độ giòn và thơm ấy, nó không bị chát quá ấy. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.